Và chủ nhật tuần trước mình có cân thì là 66,1 hay 66,2 cân gì đấy. Thì cái buổi tập này là vào thứ tư, hiện tại mình là 65,4 cân. Đó. Hôm nay phòng tập khá là vắng, chỉ có mỗi mình đi tập thôi. Và đúng là cái dịch Covid này ảnh hưởng đến cái việc tập luyện mọi người rất là nhiều. Cái thói quen đi tập của mọi người vẫn chưa thể xây dựng lại được ở số đông. Và tuần tiếp theo là mình lại tập buổi thân trên ở sau buổi thân dưới. Và mình đặt tên cho cái buổi thân trên này là buổi thân trên số 1. Thì vẫn là bài đầu tiên thôi, là bài bench press. Và với lần trở lại này mình để chân cao hơn, nó giúp cho kỹ thuật của mình ổn định hơn. Và vùng lưng dưới của mình nó đỡ căng hơn rất là nhiều. Và một lời khuyên cho các bạn khi chọn một cái bài tập, thì mình nên chọn cái bài tập nào, cái biến thể nó giúp cho kỹ thuật của mình ít bị sai lệch nhất có thể. Có nghĩa là mình tập với mức tạ nhẹ hay mức tạ nặng thì kỹ thuật nó cũng không bị biến đổi quá nhiều. Thì khi kỹ thuật không bị biến đổi quá nhiều, chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát được cái việc tiến bộ của chúng ta trong từng bài tập. Trong bài này thì mình tập 3 set từ 70 cân xuống 60 cân và xuống mức 57 cân. Tuần trước mình đẩy cái mức bench nặng nhất là 65 cân và mình sẽ cố gắng tăng lại theo từng tuần đến cái ngưỡng khoảng 90 cân đến 95 cân của mình ngày trước. Ngày trước mình thường tập cái ngưỡng 90 cân hoặc 95 cân là khoảng tầm 5 rep đến 6 rep. Nhưng đấy là câu chuyện mình để chân thấp, dùng arch và dùng leg dry. Và khi để chân cao này mình cũng chưa biết được là mình sẽ tập được cái mức tạ nặng bao nhiêu. Vì việc để chân cao và không arch nó sẽ bị giảm mức tạ đi, cũng sẽ tương đối đấy. Sau khi tập xong 3 set bài bench, mình chuyển sang 3 set của bài chin up. Và lần chin up này mình bắt đầu tăng cái mức tạ lên. Mình kẹp thêm quả tạ 25 pound. 25 pound thì nó rơi vào khoảng tầm 11 cân rưỡi. Và mình thực hiện cái set này được 9 cái. Và lưu ý, mình luôn luôn muốn cái phần chân nó ở trước cơ thể. Cái việc này giúp cho vùng xương chậu nó được ổn định hơn, nó không bị võng lưng và xương chậu bị xoay ra trước. Thì việc võng lưng bị xoay ra trước này, nó sẽ khiến cho vùng lưng dưới mình căng hơn và cũng khiến cho vùng cơ xô hoạt động kém hiệu quả hơn. Với cái bài chin up này mình cũng tập 3 set. Ở set thứ 2 mình kẹp quả tạ nhẹ hơn, chỉ 15 pound thôi. 15 pound tính ra là khoảng tầm 6-7 cân. Set thứ 2 thì mình thực hiện 9 cái. Và set thứ 3 mình bỏ tạ ra và thực hiện bằng body weight 8 cái thôi. Bạn lưu ý nhá, muốn bài tập này vào vùng cơ xô nhiều hơn thì cái tay của mình sẽ đưa về sát cơ thể nhất có thể. Tiếp theo mình tập superset 2 bài là bài dumbbell incline bench press và bài one arm row. Thì trong cái bài dumbbell bench ghế dốc này, nó khác với cả cái tuần trước mình tập là cái ghế dốc, lần này là mình để độ cao 35 độ. Còn tuần trước mình tập cũng bài dumbbell bench nhưng mà ở đầu buổi thì mình sử dụng ghế dốc là 15 độ thôi và mức tạ nặng hơn. Do cái dốc nó nâng cao lên thế nên là mức tạ của mình cũng sẽ bị giảm xuống. Và bài tập này mình kê thêm một cái miếng cao su ở chân để cho vùng thân dưới nó ổn định hơn và để tránh cái tình trạng võng ở vùng lưng dưới. Trong bài bench này bạn nên tìm cái điểm mở cùi chỏ hay mở vai nó khoảng tầm 45 độ đến 60 độ so với thân thôi. Đừng ép sát quá và cũng đừng dang rộng quá. Dang rộng quá là khoảng 90 độ. Thì những biến thể đấy nó sẽ không tốt cho cái vai của bạn và không tốt cho việc phát triển vùng cơ ngực. Tiếp đến là bài one arm cable row. Và biến thể lần này là khác với cả tuần trước một chút. Mình để cái góc mở tay nó khoảng tầm 45 độ. Và ở góc mở tay 45 độ này, vùng cơ vai sau nó sẽ được kích thích nhiều hơn. Và tất nhiên với cái góc mở tay nó rộng ra như này thì cái vùng cơ mình muốn tập trung vào vẫn là vùng upper back. Còn nếu bạn muốn tập trung vào vùng cơ xô nhiều hơn thì cái củi chỏ nên sát vào thân hơn và cái củi chỏ không nên đi quá xa như mình đang tập như này. Và bạn thể để ý là mình sử dụng một tay kéo và một tay kia đẩy, thì việc này nó giúp cho vùng thân trên của mình nó có thêm chuyển động xoay hay là chuyển động rotational. Nhưng bạn hoàn toàn thể để cố định vùng thân trên. Và có thể tuần sau mình sẽ tập cái biến thể đấy, cái tay phụ kia sẽ không di chuyển nữa mà sẽ để cố định giơ ra phía trước. Thì cái việc giơ cố định như thế sẽ giúp các bạn tập trung được vào vùng upper back nhiều hơn. Và tất nhiên vùng hông, vùng thân dưới sẽ luôn luôn phải cố định ở cả hai phiên bản. Và tiếp theo là bài yêu thích của mình ở giai đoạn gần đây, đấy là bài one arm lat pull down. Và việc setup này bạn so sánh với cả cái buổi trước nhé,
thì mình để cái góc tay nó dơ lên thấp hơn so với tuần trước, thì góc tay dơ lên nó rơi khoảng tầm 45 độ thôi. Ở cái góc như này mình tập trung được vào những sợi cơ ở vùng cơ xô mà nó nối ở vùng lưng dưới nhiều hơn, hay người ta gọi là lumbar lat. Những sợi cơ này nối vào cái khoảng vùng đốt L1 đến L5. Và trong bài này bạn thấy cánh tay của mình không đi quá thân, nó chỉ dừng tối đa là ngay sát thân thôi. Việc mình để chân về trước này nó sẽ giúp ổn định cái vùng hông và vùng co hơn, từ đó giúp cho cái vùng cơ xô được tập vào nhiều hơn. Bài kéo xô một tay này mình có superset với cả bài đẩy vai bằng tạ đơn, thì mỗi bài này mình chỉ tập 2 set thôi với số rep khoảng tầm từ 12 đến 15. Và thực ra mình có tập thêm một số bài tay ở cuối buổi nữa nhưng mình không quay lại. Và một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy thích và cảm giác có ích, hãy ấn nút đăng ký và like cho mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn tại một cái video gần nhất. Xin chào.